sao anh? Tâm sự mày định mà có mày đào để mày thử rồi, nó thử rồi nha thôi. Tiền
từ ngày em mới tập làm thơ. Nhưng mà đất quê nghèo bồng quang dân biêu sơn, khi anh bước lên đài dầm dòng với cái nợ nàng mặt tơ. Cô gái nhỏ với niềm đau tâm sự, mỗi mắt vợ chồng anh nhớ lại huy thần. Phượng xinh đẹp, à, tại khen. Chúc con Phượng ha, có tới mắt bên gia đình nha. Chúc con gái năm mới nè, một bài bán đắt nè.